Thưa cô Thủy, thì giống như con đến ngôi chùa này thì con thấy một tay cô Thủy thay tả và chăm sóc cho các em, mặc dù là các em bị mang bệnh đó, thì làm sao cô Thủy có thể làm được mấy chuyện đó? Bây giờ cô Thủy nói mấy em toàn hoàn cảnh là cha mẹ bỏ, mà nếu bây giờ cô Thủy nuôi những người tàn tật tật nguyền mà cô Thủy bắt mấy em làm thì cũng quá tội đi. Tại vì cái hành nguyện của mình, nhiều khi mấy em có thể là mặc cảm, nghĩ là tại vì không có cha mẹ, cho nên cô Thủy nuôi, cô Thủy bắt làm cái này, dơ giấy này kia kia nọ, cho nên mỗi lần ỉa đái hay là phụ nữ có những tháng ngày đó là cô Thủy lo hết. Chứ thì mấy em nhiều khi nó thấy cô Thủy chịu không nổi thì nó làm phụ, nhưng mà ý cô Thủy thì không có muốn. Tại vì mình có hành nguyện thì mình thương các con, tại vì nó đâu phải là con của mình. Nhiều khi bây giờ nó nhỏ thì mình sai được, nhưng khi lớn lên nó sẽ mặc cảm, nó sẽ suy nghĩ tại cha mẹ không có bắt nó làm, nên từ lại đó mà cô Thủy không bắt các con làm. Các con nó phát tâm được gì nó phát tâm, chứ còn những cái gì là cô Thủy gánh hết. Giống như ỉa đái mấy khùng, nó ỉa đái rồi mấy chị đồ dơ giấy gì cô Thủy làm hết. Tại vì mình nghĩ rằng là mình đã sanh ra đời có cha có mẹ hạnh phúc, nhưng mà giờ mình đi tu mình gặp những mảnh đời vậy thì mình đem bằng một cái tâm như một người mẹ thương các con vậy đó. Nó là thử phải lo cho các con, chứ không có suy nghĩ gì hết. Chứ nhiều khi các con nuôi các con khôn lớn các con phải làm, nhưng mà thà là cha mẹ ruột sai thì nó không mặc cảm. Nhưng mà mình là một người giống như nó có nhân duyên, mình là người mẹ tiền kiếp, các con tiền kiếp gì không biết, đầu thai lên mình gặp mình lo. Nhưng mà rồi sau này nuôi nó phải cho nó đầy đủ. Chứ còn nếu mà mình nuôi bằng cái tấm lòng lợi dụng là một, cái thứ hai nữa mình đầy nó, khi nó nhỏ thì nó không hiểu, nhưng lớn lên nó sẽ hận mình. Vì lẽ đó cô Thủy không cho các con làm gì hết. Thậm chí mấy đứa đại học này về cũng vậy nè, cô Thủy làm hết. Rồi nhiều khi nghĩ các con nó xa mình, bây giờ nghỉ hè được tháng mấy gần mình, thôi về ráng lo cho con miếng ngon, miếng đồ ăn đi, để cho các con nó ăn trưa nó ngủ vậy. Chứ cô Thủy làm đồ ăn sẵn rồi sắp vô đó về dậy là các con ăn đi. Chứ tại vì nó về gần mình được tháng mấy rồi nó cũng phải đi. Mà nhiều khi cô Thủy nghĩ với cái số tiền quá ít ỏi, nhiều khi các con nó ăn qua ngày vậy thôi, cho nên về là cô Thủy phải lo. Thì nó hỏi mấy đứa này coi trưa là chiều phải lo ăn làm sẵn, nhiều khi bưng sẵn vậy đó rồi an ủi các con. Tại vì về nó gần mình có một tháng mấy rồi nó đi, lẽ nó mà thương, đứa nào cũng vậy, hiền cũng vậy, quy cũng vậy, nên phải thương các con. Chứ giờ cực khổ gì có thể bắt làm được hết á. Nhưng mà nó sẽ suy nghĩ, nó hận, sau này nó sẽ hận. Nó nói tại vì mình nuôi rồi này kia cái nọ, cho nên tất cả những dơ giấy cất đái cái gì là có thể gánh hết. Có thể về đâu cho tụi nó làm, mà nhiều khi nó phát tâm nó làm thì để nó làm thôi, chứ còn có thể không có cho. Nhiều khi có thể kiếm chuyện, có thể nói mày tắm mấy chị dơ quá để tao tắm, tại không muốn cho nó làm. Chị to khuya vậy là phải tắm cho mấy khùng nam, xong tới tắm cho mấy chị nữ. Rồi như bé Hoàng rồi nó về, nó nói để con tắm. Nhiều khi cô Thủy không muốn các con tắm, cô Thủy nó mày tắm dơ lắm, để cô Thủy tắm cho. Nói con tắm được mà, tắm cho mấy chị khùng, chứ mấy chị khùng là ngày phải tắm 3 lần. Chứ mấy chị không tự tắm được. Rồi cảm ơn tụi con nhiều lắm, vô Phật. Cảm ơn tụi con. Em tên Hoàng. Em tên Hoàng. Dạ. À, năm nay em bao nhiêu tuổi Hoàng? Em 23 tuổi. Em được ở ngôi chùa này và cô Thủy đã chăm sóc em bao nhiêu năm rồi? Chị em ở đây từ hồi em lúc 3 tuổi. À. Tức là bắt được 20 năm rồi. 20 năm rồi. Em đang học ngành gì? Em học cùng trường với Loan. À. Vậy khi em lớn lên ở ngôi chùa này thì cô Thủy đã chăm sóc em như thế nào? Dạ, cô Thủy chăm sóc em rất là tốt, từ ăn mặc cho tới quần áo các thứ, rồi tiền đi học, rồi tiền đóng tiền trọ, rồi đều do một mình cô Thủy lo. À, thì với cái sự dạy dỗ đó cho đến ngày hôm nay, các em đã vào đại học, thì cái đó là cái công lao rất là lớn. Thì hai em ráng cố gắng học để sau này có thể phụ
phụ giúp lại cho mẹ mẹ của mình, đúng không? Hai em có xem cô Thủy giống như mẹ không? Hai em có thương cô Thủy không? À, thì hai em ráng học nha, hai em ráng học để sau này có thể xây dựng được cái tương lai của em nói riêng và có thể giúp đỡ lại được ngôi chùa này và cô Thủy, ước nguyện của mẹ của mình. My name's Hoàng. How old are you? I'm 23 years old. 23 years old. Where are you studying now? I'm studying English in Lạc Hồng University. Lạc Hồng Duyên? Lạc Hồng Duyên, yes. Okay. Vậy là cái đó là cái trường của chùa hay không? Là... Dạ không ạ, đó là... Dạ đúng rồi. I study English for 4 years. For 4 years, I left here when I was 3 years old, and I feel very happy when I stay here because Miss Thủy take care of us very carefully, and I will try to study well and find a job, and then I will come back here and take care of everyone here. Dạ em vô đây từ hồi nhỏ, cho nên từ nhỏ tới giờ thì cũng nhờ cô Thủy nuôi dưỡng á, cho nên là công ơn này nó lớn lao. Rồi em sẽ cố gắng học hành để sau này đền đáp. Rồi em xem cô Thủy cũng như người mẹ của em, cho nên là em thấy rất là hạnh phúc. Ước mơ thì em tính đi làm công ty xong rồi ra em xin nước ngoài. À, đó là ước mơ của em. Dạ. À. Có tiền về để phụ của Thủy. Ước mơ của em là làm đi làm xong rồi có tiền về phụ của Thủy. À. Anh nuôi mấy nhỏ. Rồi còn ước mơ của em? Dạ em ước mơ sau này làm được đi dạy, sau đó em quay về đây để giúp phụ cô Thủy nuôi lại các em. À, con chào cô Thủy. À, con muốn hỏi cô Thủy là cái nhân duyên nào và làm sao để mà mình có được ngôi chùa ngày hôm nay ạ? À? Cô Thủy tu gần 40 năm rồi, mới xây chùa được 3 năm nay. Coi như Thủy con út rồi, mẹ bán nhà để chia cho cô Thủy bao nhiêu là cô Thủy đổ hết vô đó rồi đó. Chứ đây giống như ai tới thì cho chút đỉnh vậy thôi, chứ còn đâu có Phật tử mà ủng hộ xây chùa rồi gì đâu. Thành thử bao nhiêu là có thể đổ hết vô rồi đó, coi như làm hết luôn đó. Có nhiêu đổ hết ra để sau này có thể có chết đi thì có số mấy em tu nó ở lại để nó nương vào đó để nó tu. Cảm ơn tụi con nhiều nha. Tội nhỏ đừng làm mà phước nhỏ đừng bỏ qua. Con thấy người ta trên đời ông giám đốc mấy ngàn tỷ mấy trăm tỷ mua nhà cho vợ bé vợ lớn cũng tới hết, nhưng mà làm phước không làm được. Chứ đừng nói mà dễ làm phước đâu, khó lắm. Trên đời khó ai làm phước giống con. Nhiều khi con thể thấy cái mấy cái đài mấy ngàn tỷ đâu, trời nó tới cho mình vợ 100 triệu cũng đỡ, đón cháu thấy thèm, nhưng mà đâu phải dễ làm, khó làm lắm. Trên đời khó làm phước lắm. Mình là tiền thân là con mẹ này, con Phật kiếp này mình sinh ra mình mới làm phước được. Nó như giám đốc đồ quá trời, thấy không con, hối lộ mấy ngàn tỷ tham nhũng vậy. Nhưng mà ví dụ ăn xin ngoài đường có dám cầm trăm ngàn cho, không bao giờ có. Không phải đâu, căn lành đại nhân duyên đại phước đức lắm. Cái thứ mình con Phật mình mới làm được. Chứ không ai ai dễ làm đâu con, khó lắm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cô Thủy cảm ơn tụi con nhiều lắm. Cảm ơn tụi con nhiều lắm. Cảm ơn tụi con.
vị, vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe chia sẻ của cô Thủy. Như quý vị cũng đã biết đó, chúng ta có một gia đình có vài người con mà có cha có mẹ đã thấy là một cái sự khó khăn hết sức. Trong lúc này thì cô Thủy, một người mẹ gánh nặng 45 người con, thực sự rất là khó khăn thưa quý vị. Thì mong rằng chúng ta sẽ có cách nào đó để có thể giúp cô có thể san sẻ bớt những cái gánh nặng hiện tại của cô. Mong rằng chương trình Ngọc Trong Tim sẽ là nhịp cầu nối với những tấm lòng vàng và những bàn tay vàng đến với tỉnh thất Long Phước Điền.